thích ngay cái này vào cái lần đầu tiên luôn. Ta có thể bấm bài hát ở đây. Quảng cáo là chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Khắc phục điểm cái này cũng là một cái điểm cộng của nó. Nhưng sau đó có những cái điểm trừ thì mình sẽ nói sau nhé. Khen đã, tí mình sẽ chê. Ok. Vân xin chào mọi người. Như đã hứa thì ngày hôm nay mình sẽ đi đến từng chi tiết cặn kẽ nhất của dòng loa Agnoska DNS 3011. Và dòng loa này nó có những cái tính năng mà dòng loa KSNet 450 có nhưng mà mình cũng chưa phát hiện ra. Và ngày hôm nay mình đã được nói chuyện với anh kỹ thuật và người thiết kế ra dòng loa này, và mình sẽ chia sẻ những tính năng đó cho mọi người luôn nhé. Và đương nhiên đây là một dòng loa karaoke cũng như là để chúng ta nghe nhạc, thì phần cuối video mình sẽ karaoke và test thử nhạc cho mọi người nghe nhé. Và video này chúng ta hãy quên đi những cái gì nó liên quan đến kỹ thuật, nó về máy móc, nó về chi tiết quá. Và ngày hôm nay mình sẽ đến với những cái nó nghệ thuật nhé. Ok. Mặt lưới của nó mọi người nè. Đây mặt lưới của nó nhìn mướt mắt đấy mọi người. Nó hình đây là màu giống màu lông chuột. Đấy, hình này là hình sáu cạnh. Nó đến một cái vẻ gọi là nhìn nó đơn giản. Đây, một kiểu từ trên xuống dưới là mọi người. Đơn giản đây có một cái logo Agnos này của hãng nha. Và điều mình rất là thích ở dòng loa này mọi người nè, một cái điểm cộng lớn của nó là nước sơn của nó rất là chắc mọi người nè. Mình rất là thích nước sơn này. Chúng ta có thể nhìn bên trên nè. Đó, và những cái nét này nó tạo ra cái độ cứng. Mà là người nam thì chắc chắn mình sẽ thích đây. Còn không biết là phái nữ thì sao. Ở trên thì nó có chỗ để chúng ta cắm micro lên, cũng rất là tiện. Rồi, một điều quyến rũ mọi người. Có thể nói là quyến rũ. Mình bị ánh mắt mình bị nhìn thích ngay cái này vào cái lần đầu tiên luôn. Vào ngay cái nhìn đầu tiên. Đấy, đây là một cái lưới tản nhiệt mọi người này, màu đen và được một nước sơn rất là chắc. Này, đấy, và thường thì mình thấy những cái amply mới có này thôi mọi người. Hồi nãy mọi người mình có nói chuyện với cái người thiết kế ra cái loa này luôn mọi người. Cái anh đó của hãng Agnos và ảnh có thiết kế ra dòng loa này, những dòng K360, những dòng K450. Đấy, thì mình hỏi tại sao một cái dòng loa mình nghe hay như thế này nhưng mà nó lại không xài bình xong ổn quá vậy. Tại sao cái dòng loa này lại xài điện? Thì anh mới nói đây là một dòng loa nó cái công suất nó đến 300W lần. Và mình test mình cũng thấy rất lớn. Thì cái bình nó không có thể chịu nổi. Nghĩa là cái bình so với một cái kích thước nhỏ như vậy mọi người nè, nó không có chịu nổi. Nên là chúng ta chấp nhận là cái này để đạt được cái âm thanh hay thì chúng ta phải xài điện. Nó mang cái sự bất tiện nhưng mà nó lại mang đến một cái âm thanh ok. Rồi, đây là bản bo mạch mọi người nè. Này nó sản xuất tại Việt Nam, sản xuất tại nhà máy Hammer Hàn Quốc. Cái nhà máy này là nhà máy Hàn Quốc nhưng mà công nghệ Hàn Quốc nhưng mà sản xuất tại Việt Nam mọi người nhé, chứ không phải là sản xuất tại Hàn Quốc nha, tránh sự nhầm lẫn ở đây. Rồi, đến cái dây mọi người nè. Đây là dây này thì mình đã đo được là 5m mọi người. Rồi, tí mình sẽ nói về cái phần này sau nha. Chúng ta đến với những điều đặc biệt của dòng loa này ở cái remote. Và remote này thì mình mới nghiên cứu được thôi chứ ngày trước mình không biết. Đây, đây là remote. Cái này có một chỗ để chúng ta cắm con chuột vào cái loa đó mọi người. Nó có thể bay được ở sau, chúng ta có thể bấm bài hát ở đây. Ok, ở trước. Ở trước có những cái nút sau mọi người nè. Đây có thể là nói bằng giọng nói. Đây. Ví dụ như mình nói là mình không cần nói karaoke nhưng mà chỉ cần ví dụ như mình muốn hát bài Đắp Mộ Cuộc Tình, mình chỉ cần nhấn ở đây nói là Đắp Mộ Cuộc Tình, nó sẽ ra bài là bài Đắp Mộ Cuộc Tình. Đó, ra một loạt bài hát. Mọi người để ý đây nữa nè. Đây khi chúng ta nhấn vào đây một cái là nó sẽ chuyển về karaoke. Nhấn đây một cái là nó chuyển về karaoke nha. Chúng ta nhấn vào đây một cái là nó sẽ chuyển vào YouTube. Nghĩa là nó YouTube, nghĩa là nó có Đắp Mộ Cuộc Tình, rồi Đắp Mộ Cuộc Tình Beat, Đắp Mộ Cuộc Tình Karaoke, Đắp Mộ Cuộc Tình ca sĩ này ca sĩ kia. Nhưng mà khi chúng ta nhấn thêm cái nữa là nó chỉ ra một loạt karaoke thôi. Nghĩa là nó chọn được cái danh sách cho chúng ta. Một cái điều ưu điểm của cái này mọi người là nghĩa là khi chúng ta sử dụng cái app của hãng này thì chúng ta không có bị quảng cáo. Một điều quảng cáo là chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Khắc phục được điểm này cũng là một cái điểm cộng của nó. Nhưng sau đó có những cái điểm trừ thì mình sẽ nói sau nhé. Khen đã, tí mình sẽ chê. Ok. Đây, khi chúng ta nhấn 3 giây mọi người nè là chuyển qua YouTube. Chúng ta nhấn 3 giây là chuyển qua karaoke. Hoặc chúng ta nhấn ở đây thì chỉ nhấn ở nút này mọi người nè. Nút cái kính lúp có hình YouTube đây, nghĩa là chỉ chọn YouTube thôi. Đấy. Ok. Rồi, đây là một cái dây HDMI để có thể truyền lên TV nhé. Thì ngày hôm qua mình đã làm một cái video, mình có làm một cái máy chiếu đó, mọi người có thể xem được bản demo khi mình sử dụng giọng nói, mình hát karaoke với cái máy chiếu đó. Máy chiếu thì nó cũng tương tự một cái TV thôi.
Ok. Còn đây là bộ micro à, quên. Đây là cái remote để chúng ta chọn bài khi chúng ta nghe nhạc, để USB và nghe nhạc nha. Đây là một cuốn sổ hướng dẫn và một cái giấy bảo hành. Bộ micro đây mọi người nè. Micro này nó giống như bộ micro của dòng loa Agnos KB51 nè. Đây. Bóng này. Ok. Nhìn nó giống y cái màu bạc kia thôi, nhưng mà nó sơn là màu đen. Chúng ta có thể cắm ở đây. Rồi. Tiếp đến ở đây mọi người, chúng ta sẽ xem từng nút nha. Volume micro ở đây thì mình thấy có một điều đặc biệt là nó có hai cái micro. Đây, hai cái micro thì nó tiện cho ví dụ như một người giọng yếu, một người giọng mạnh thì chúng ta có thể chỉnh để hòa được hai người hát song ca với nhau. Đấy, mic bass như chép. Một cái điều mình cực kỳ tiếc ở dòng loa này là nó không có nút delay. Tiếng phát ra cũng ok rồi, nhưng mà có thể những người chúng ta thích delay, thích cái nút delay theo cái ước muốn của chúng ta thì ở đây nó lại không có nút delay. Không có nút delay không có nghĩa là nó không hát hay được, nhưng mà đó cũng là một cái yếu điểm mình cảm thấy nó hơi thiếu ở chỗ này. Nếu có nút delay thì nó sẽ mang phần hoàn thiện hơn. Đấy, bass chép volume. Ở đây nó có nút master người nè. Master nghĩa là nó chung cả micro và cả nhạc luôn. Nếu có được cái nút master này chúng ta sẽ tiện lợi như sau. Ví dụ như bình thường chúng ta chỉnh một cái nó hòa quyện rồi. Đó, nhưng mà chúng ta muốn lớn nhạc thì chúng ta phải thớt theo micro thì chúng ta sẽ chỉnh lần nữa. Còn nếu chúng ta có nút volume master thì chúng ta chỉ cần lần đầu tiên thôi, sau đó chúng ta bật lên đều là ok. Rồi, ở đây thì có hai cổng mic này. Một cái điều mình cảm thấy hơi thiếu ở cái loa này đó là nó không có chỗ để chúng ta cắm guitar. Mình rất là tiếc. Tiếc ở dòng loa này là để chúng ta không có thể chơi nhạc cụ được. Chơi nhạc cụ ở cái nút này vẫn được mọi người nè. Chơi nhạc cụ ở nút này vẫn được, nhưng mà nó sẽ mất đi cái chất của nhạc cụ. Ví dụ như mình chơi guitar mọi người, mình là cũng chơi một guitar, mình chơi nhạc cụ là guitar nha. Khi chúng ta đánh á, bắt buộc nó phải không có echo thì nó sẽ ra cái chất nó đanh, cái tiếng đàn nó rất là đanh. Nhưng mà nếu mà một dòng loa nó không có cái nút guitar riêng thì nó vẫn vướng cái tiếng echo của cái micro, thì nó sẽ làm cho cái tiếng nó sẽ bị hơi bị vang ra một chút, nó mất đi cái tiếng đanh, cái chất mộc của cái guitar. Đó là cái điểm yếu của dòng loa này. Ok. Đây, cái này là cái remote đó mọi người. Remote mà hồi nãy mình quay cho mọi người xem đấy. Đây là cổng LAN. Thì mọi người, nếu mọi người muốn hiểu thêm cổng LAN á, cổng LAN này nghĩa là chúng ta có thể cắm dây LAN từ cục wifi của mình á. Có một cái dây mình cắm vào đây để chúng ta lướt xuất hình ảnh lên TV luôn, là chúng ta có thể trộn giữa bài hát giữa YouTube và bài hát của cái loa này mọi người nhé. Thì cái loa này chúng ta có thể hát được trên nhiều cái thiết bị điện thoại được khác nhau. Chúng ta có thể truyền lên TV. Đó, truyền lên TV và trộn bài hát giữa YouTube và bài hát của hãng này thì không có bị quảng cáo. Đó là một cái điều đặc biệt mà những dòng cái hãng khác không có. Đó là cái điểm ưu điểm của nó. Mà cái điểm khuyết điểm có ba khuyết điểm mọi người nè. Thứ nhất là ít không có delay. Cái này cũng không gọi là khuyết điểm lắm, tại vì có thể là nó đã tích hợp sẵn rồi. Mình hát vào mình nghe tiếng cũng rất là trong, tiếng vang nó cũng rất là hay. Đấy. Rồi, cái thứ hai là không có guitar thì cũng hơi. Và thứ ba là cái này là điều bất khả kháng rồi. Để chúng ta có được mỗi công suất như vậy thì nó phải chơi điện thôi. Và cái dây này được 5m. Cái này thì nhà sản xuất cũng quan tâm cho khách hàng đây. Những cái dây khác nó hơi ngắn mà dây này dài thì cũng ok. Và một cái điều đặc biệt mọi người. Đây là dòng loa bass 3 tấc. Đó, và chúng ta có thể nhìn đây, một bass, một shape mọi người. Và chúng ta nhìn cái lỗ thông hơi đây mọi người nè. Cũng hơi rất là lớn. Đây như này, và nó để ở trên phía chép luôn. Đây là lý do mọi người. Hồi nãy mình có test đó mọi người, thì khi chúng ta đi xa, âm thanh loa nó có những cái trường hợp như sau mọi người, thì mình đã gặp như sau. Có một số loa khi chúng ta mở ở gần thì tiếng bass nó sâu. Tiếng bass nó sâu, nhưng mà khi chúng ta đi xa thì nó sẽ mất đi cái tiếng bass. Khi đi xa nó sẽ mất bass, nhưng mà có một số loa khi ở gần đây nó vẫn nghe bass sâu, nhưng mà khi chúng ta đi ra xa thì tiếng bass nó vẫn tốt. Đó là nhờ một cái thiết kế đây mọi người nè. Cái hơi đó mọi người nè, cái hơi bass nó truyền ở ngay chỗ cái loa chém này luôn, để khi đánh mạnh nó sẽ ra xa. Tí mình sẽ xách cái loa ra tuốt ngoài đường kia, mình quay cho mọi người nghe thử nhé, tiếng nó sẽ như thế nào nhé. Ok. Rồi, đến phần quan trọng nhất. Nói nhiều thì cũng không bằng chúng ta cảm nhận âm thanh. Và bây giờ mình sẽ test âm thanh cho mọi người nghe thử nha. Vô đây. Và đến lúc này mọi người nhớ đeo tai nghe vào nhé. Đeo tai nghe vào sẽ cảm nhận được cái âm thanh thật nhất. Ok. Đầu tiên thì mình bật Bluetooth lên và mình đây mọi người nè. Tên Bluetooth của nó là Agnos Karaoke. Rồi.
Và đây chúng ta sẽ test âm thanh đây trước ha. Chúng ta sẽ nhìn đây, mình sẽ để âm lượng full đi, âm lượng 50, bass treble 50, volume full, cái này 50 trước ha. Tí mình sẽ tăng lên. Rồi, tí mình sẽ tăng cái nút này là full nha, chỉ có 2 lần thôi để mình nghe thôi nha. Vô. Đầu tiên là 50, 50, 50. Mình test thử mọi người nghe bài một cái bài remix mà dạo này mình hay test nha mọi người. Bữa giờ mình hay test cái bài này, lý do là để chúng ta có thể so sánh giữa những cái loa với nhau. Vô. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi thử mọi người luôn nha. Rồi. Mình sẽ kéo bây giờ mình sẽ tăng full âm lượng nhé, tăng full âm lượng rồi mình sẽ xách cái keyboard ra. Ok, thử một bài khác mọi người nghe thử nhé. Bài Ritmo nè, Be Right. Ritmo Be Right, ok. Dạ. Mình sẽ tăng full bass treble thử nó có bị bẻ tiếng không mọi người nhé. Tăng full bass treble nha. Đợi mình chút nha. Mình đang ngoài trời nha. Ở đây xe rất là nhiều. Rồi, mình sẽ thử một bài nữa và mình sẽ karaoke cho mọi người nghe thử nha. Thử một bài nhạc không lời đi. Nhạc không lời nha. Mình sẽ để lại 50, 50, 50. Như đầu tiên để chúng ta nghe nhạc nhẹ nhàng nhé. Đối với nhạc này thì chúng ta không cần phải như vậy, không cần phải mở lớn. Rồi. Hồi nãy mọi người có nghe được tiếng bẻ bass không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một bài nhạc không lời nha. Sau đó mình sẽ karaoke mọi người xem. Đây đó, điểm mấy lớn nhỏ. Tại người ứng dụng xe đỏ nha. Rồi, quảng cáo đó. Dạ. Hiện tại volume bass treble là 50% nha mọi người. Bây giờ mình sẽ để volume 50% bass treble full. Ok. Bây giờ mình sẽ karaoke cho mọi người nghe thử nha. Alo, 1 2 6 7. Alo, 1 2 6 7. Mình sẽ karaoke mọi người nghe bài về
Nguyên ngoài nhé. Đấy, có ai nhớ nhà chưa? Có ai ở Sài Gòn đang nhớ quê chưa? Đài đang nhớ quê trong một bài nhé, mình cũng đang nhớ nhà lắm rồi. Nhưng mà theo yêu cầu của nhà nước cũng như là cộng đồng, cũng như chúng ta, bản thân chúng ta nên cách ly thời gian này nhé. Ai thấy đúng trong like nhé. Vô. Lần đầu tiên thấy cái này luôn. Giờ 1 2 6 7 8 9 10. Em xin mời anh đi về miền quê xa lắm nơi, nơi quê hương em có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Em xin mời anh đi về quê ngoài một lần thôi, nơi em chào đời ngoài giữa bụi mùi bao năm vất vả. Qua bao ngày thơ, kỷ niệm mộng mơ em đã đi. Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoài đã già tóc vàng già mồi. Ôi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Em mê từng mùa cơn gió giật giờ, dù em giấc mộng như thiếp. Okay. Nãy giờ là hát tông nữ mọi người. Bấm nhầm luôn. Mình nói lần đầu tiên mình hát rồi bấm nhầm tông nữ luôn. Của Phượng Hoàng Kra đây. Đấy. Rồi, một bài nhạc bolero đúng không? Chuyên ca rồi. Bây giờ đến một bài nhạc trẻ nha. Mascara. Đấy. Bấm mascara mà nó ra là massage. Mascara. Rồi, vô nha. Cho những bạn trẻ nghe nha. Câu tạm biệt em nói trên môi, anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Mắt em nhòa đi mắt ca, em biết anh không nghĩ đến. Mình còn là gì ngoài cuộc đời như dài thêm? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi đầy sớm mai giờ vụt mất. Mình còn là gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn là gì ngoài cuộc tình phải từ hôm nào? Đi về mấy năm, em đi cùng đêm tan mà sương khói. Đây là đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn về từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng khờ dại. Ok, rồi, thoải mái rồi, ok. Rồi, xong. Video đến đây kết thúc. Nãy giờ thì mình đã review chi tiết con đến tận từng cm của nó cho mọi người rồi nha. Đây, mà không biết đây loa điện mà vẫn để đẩy luôn. Ok, nãy giờ thì mình đã review chi tiết cho mọi người rồi, mọi người có chuyện thắc mắc gì có thể bình luận bên dưới nha. Ok, mọi người muốn test âm thanh có thể đến trực tiếp, địa chỉ là số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Ok, để test được nhiều mẫu loa có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại
là 0909366533. Đây là số Zalo mà mọi người muốn lên Facebook cũng được, có một cái gọi là cái fanpage là Loa Kép Chất Lượng Tốt, mua tốt .net hoặc là gọi là mua thuận Alo cũng được, đây là tên của mình. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.